Hai năm trở lại đây, khi có nhiều người về thác Bảy Tầng tắm mát, nghỉ dưỡng, ông Lô Văn Chiến ở bản Long Thắng, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong đã đầu tư cải tạo lại nhà ở để cho khách lưu trú qua đêm. Từ cái chỗ nói năng chẳng hạn, từ chỗ tiếp khách này, hoặc là cái món ăn đó, món ăn của dân tộc Thái mình làm sạch sẽ, làm ngon để khỏi mất uy. Còn đây, khu du lịch trải nghiệm dựa trên ý tưởng kết hợp chăn nuôi lợn đen bản địa, phục vụ trực tiếp nhu cầu thưởng thức đặc sản thực phẩm sạch của anh Đinh Bá Cương, được xây dựng giữa cánh rừng già trên đỉnh dốc chuối, Pù Trông Cha, xã Châu Thôn. Mặc dù xa khu dân cư, độc lập trong rừng sâu, nhưng cơ sở này khá rộng, thoáng mát và mỗi lần đón được 18 người đến lưu trú qua đêm. Nhưng thực tế không phải năm nào mình nuôi được nhiều lần mình cũng bán được. Và càng là cái vấn đề về giá cả để mà mình bán được theo cái giá mong muốn người dân rất là khó. Thì chính cái du lịch cộng đồng nó là kích hoạt làm marketing cũng như nó chứng minh cái sản phẩm của mình đến tận tay, tận miệng, tận cái thưởng thức cái vị giác của khách hàng. Cho nên là nó là một kênh để tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Hiện nay Quế Phong được đánh giá có nhiều lợi thế phát triển du lịch cộng đồng với những địa danh nổi tiếng như Đền Chín Gian, Thác Bảy Tầng, Thác Sao Va, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mạt. Và để khai thác tiềm năng này, huyện đoàn Quế Phong đang định hướng các hộ dân, nhất là gia đình trẻ, tiếp tục đầu tư xây dựng mô hình du lịch kết hợp đón khách lưu trú tại gia. Ngày xưa là nhà sàn chỉ để ở, nhưng mà nay thì người dân đã biết là xây dựng các công trình phụ kèm theo và để phục vụ khách du lịch. Đoàn thanh niên và cũng là huyện thì đang cố gắng là mở các lớp tập huấn cho thanh niên để là và tạo điều kiện cho thanh niên có nhu cầu là phát triển là vay vốn để mà triển khai thực hiện chỉnh trang nhà cửa, sắm sửa đồ đạc rồi là chăn ga gội đệm để mà gọi là phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất. Phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có mô hình lưu trú tại gia đang là hướng đi mới tại huyện Quế Phong, bước đầu đã thu được kết quả. Qua đó giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống bền vững.